Cái cửa này nhà mình làm hết hả chị? Vâng, làm. À, cái cửa này nó tính vào bao tiền mét hả chị? Em thích cái kiểu cửa này hơn là nguyên cái cửa kính. Nguyên cửa kính trông nó trông nó giống kiểu nhà hàng quá. Và cái này nó bằng gỗ gì hả chị? À, cái trần nhà mình nó bằng gỗ gì hả chị? Chiều mặt tiền là 5 mét, chiều sâu là 22 mét. Để mình tránh nó bị kéo đúng không? À, nhưng mà khoảng bao nhiêu mét thì nên tách anh? Và à, thế là trước là mình định làm mà không. Đúng rồi, đẹp nhỉ. Nhìn từ trong này ra dài tuốt tuột luôn. Giếng nó thoải mái. À, cái vệ sinh này nó ở bên cái ngăn này. Bên ngoài này. À, nhà vệ sinh ở đây. Thuê nhà trước kia họ cứ khách cứ đi thoải mái. Đúng rồi. Cơ bản 3m 36. À, bác có vẻ biết tận dụng ánh sáng phết nhỉ. Vào trong phòng ngủ nhưng mà vẫn cứ sáng trưng này. Lấy được ánh sáng bên kia. À, đấy là mỏ mùa đông mình bỏ các chăn ga gối đệm các thứ đúng không? Cái gạch này thì nó vào bao tiền mét hả bác? 800. Nó là thuộc dạng là tự nhiên à? Hay là cũng là công nghiệp? Cũng là đá công nghiệp thôi, phân loại rồi là kia 500. 500, 200, 300. Có cái nền dưới thì nó bằng bao nhiêu tiền mét này? 300. Thế mà nhà nó rộng trông nó 60 trên. Cầu thang này mà nếu mà tính cả cái kính này thì nó vào bao nhiêu? 2 triệu mét. À, trên này là mình chia phòng ra đây. Phòng này rộng ghê. À, bên kia lại làm. Con trai thì thỉnh thoảng đi làm về nó nằm đây thôi. Không có ở nhà mấy phần con gái thì
vài năm lại đi lấy chồng. Vâng. À, anh có ba ba bé. À, cái kia mình lại làm tụt một tí để làm cái sân chơi à? Thì nó vào bao tiền mét rồi anh? Giờ này xem trên 750, giờ dưới 850. À. Phòng này thì phải đến khoảng này xong này con thích thì mà... coi phòng tự nhiên. Đúng rồi. Phòng này phải đến 40 mét vuông ấy nhỉ? Rộng. Vừa là phòng vừa là gian khách của tầng 2. À. 36 một cái hành lang. Vâng. Mỗi phòng chỉ cần vậy vậy con nó có một cái tủ với giường. Đúng rồi. Tủ giường nó còn rộng thoải mái đây mà. Cái hành lang này thì nó được mét mấy rồi anh? Hành lang mét, đấy nhìn này cũng biết. Mét 2 nhỉ? Rộng nhỉ, khách cứa tha hồ đúng không? À, cũng trang bị bếp gà đây luôn đúng không? Làm bếp phụ đây. À. Khách thì làm bếp công nghiệp nấu trên đây hết, đỡ có mùi bên dưới thì nấu sạch sẽ thôi. Và hay quá, chỗ này cũng khoảng 40 mét vuông nhỉ, tha hồ. Đây có thịt lợn trên này anh được. Làm trong nhà cũng như làm mấy chỗ bên trên này thì cả biết hết chỗ trên này nước đôi đầy đủ. 4 mét nhỉ? Tầng 3 này. Này tổng hết bao tiền này? Làm nhà cũng vô cùng lắm. Đúng rồi. Đây nó mất nhiều tiền đồ gỗ, đồ thang tiếp. Nguyên cái trần mất hơn 100 đồng đâu. Hơn 100 cái trần gỗ đấy. Đây là chống nóng thôi. À. Chống nóng. Còn ngoài hiên viên thì là rộng nhỉ. Yeah. Chủ yếu cái này là chống nóng thôi đúng không? Đây là cái tầng dưới đây nhỉ. Yeah. Đây năng lượng này chờ hết rồi. À vâng. Sáng chiều tối năm nay tối cái năng lượng. Vâng. Năng lượng mặt trời nhỉ. Yeah. Dùng này gọi là như là chống nóng thôi đúng không? Nóng thôi, không mở. Và ở dưới đang mở hết. Đúng rồi. Cái bên kia này nó chưa bán này. Đâu rồi? Này mình là thợ đâu làm đây anh?